đang vào khu du lịch Tà Cú. Trong này có núi Tà Cú và chùa chợ đó, chợ chợ taxi thì dân đi bao nhiêu không? Dân số nếu mà dân số thì ở Phan Thiết thì khoảng 50-60 ngàn dân gì đó, và 50-60 ngàn thôi. Còn nếu mà tổng dân số hết của cái tỉnh Bình Thuận thì có được đâu 1 triệu mấy ôi thế á, hả? thật đấy, Mấy dân đất cho mày rộng nhỉ. đập nó động nữa, đất quá trời trong cái nhà đó. Chỉ tập trung ở vị trí này, nó ở cái khu ở vị trí nó động, nhưng còn ở những khu ở những vùng quê này nè, toàn là đất không nè, đâu có thấy nhà đâu, rộng thênh thang. Có người mà một nhà mà mấy ha đất, có người thì mấy chục ha đất, một nhà mấy chục ha đất thì đất rất là rộng, mọi người thương. Nó như ví dụ cái khu này nó có căn nhà nên mà đất lũ hết chừng. Ờ thế mới thích. Trong Nam đất thật rộng nhỉ. Trong Nam khu Củ Chi, Kim Thành, ui núi thì đã thế. Dân ở đây thì có thành lập là giàu, dân ở phố, dân phố không giàu bằng đây, Thế hả? nhưng bây giờ là bị hết làm ăn được, tại vì Trung Quốc nó qua nó làm ăn trực tiếp. Ngày xưa là Trung Quốc không có qua, mình làm ăn Trung Quốc nó bán giá cao, Sao em giá hàng rồi nó còn ép giá ép người. Chứ ngày xưa là cứ mỗi nhà như vậy là có một chiếc xe hơi á, dân phố các bạn. Khu Hàm Thuận Nam đây là như là địa phận ở đây là gọi là Hàm Thuận Nam, thì Thanh Long xuất xứ thì Hàm Thuận Nam mình là lớn nhất, nó trái rất là lớn mà nó xuất khẩu nhiều lắm. Giờ thì bị ép giá quá. Tới tới rồi anh. Trời đây, Anh ơi mình cũng đây, mình về đây. Đây, Dạ. các bạn về đây. Đó thì mình do nó có xe điện nó đưa mình vô ngay cái chỗ cáp treo. Dạ. Đường đi cáp treo mình đi lên. Dạ. Đó rồi. Có em mang tiền đấy. Ở đây không thì cái này lấy ngựa Để nhảy về em tính luôn. Không sao đây, nó không có ủa anh nhảy đâu. chờ được không? Được, không sao, nó không có Ủa nhảy nhưng mà đâu. đi xa lắm ấy. Rồi rồi, không sao. À đi lâu ấy, bọn em Rồi đi không hai sao, tiếng. cứ đi cứ đi. Bây giờ nó không có nhảy, Cái đó. này là bao nhiêu tiếng? 531 ngày nó không có nhảy đâu. Tại sao? Để gì lấy ngựa cái vòng về cho nó giảm lại. Chứ giờ nếu mình trả tiền bấm lên thì nó tính lại từ đầu. Ồ.